mùa tự trường. Ngày đầu tiên đi học, mình yêu trường học. Mình cần một cái váy thật đẹp. Ok, hôm nay là thứ hai. Em xin chào thầy. À, đây nè, chúng ta có quy định đấy. Đồng phục đi học và ba lô sách vở. Chờ chút nha. Ồ, nhìn ổn rồi đấy. Dana, không mang đồ chơi vào lớp. Hả? Chỉ cần một cuốn tập và cây viết thôi. Ok. Xin lỗi nha. Mình đã có đầy đủ để đến trường rồi. Tới giờ ăn trưa rồi. Dana, chỉ nên ăn thức ăn lành mạnh thôi. Đến giờ về nhà rồi. Quá tuyệt, hôm nay là ngày rất vui. Các bạn có sẵn sàng đến trường chứ? Chào cả lớp. Chúng ta có một học sinh mới. Hả? Bài học đầu tiên là tập viết. Tốt rồi. Dana, con có thể làm tốt hơn. Ok. Wow, Oliver, con làm tốt lắm. Hả? Đến lúc tập đọc rồi. Dana, con trước tiên. Bạn có thấy James không? Bạn có thấy Emma không? Họ ra khỏi tên lửa. Nhìn mình nè, mình có thể chạy. Con có thể đọc nhanh hơn đấy. Được rồi, Roma, đến lượt con. Ok. La Tra thích đi bảo tàng với mẹ. Con khủng long có bao nhiêu xương? Con nên tập đọc nhiều hơn nữa nhé. Oliver, đến lượt con nào. Làm tốt lắm, Oliver. Giờ thì đến môn toán. 2 cộng 3 bằng. Hai cộng ba bằng bốn ư? Bốn. Không, là năm. Và giờ đến môn tạo hình. Thầy ơi, nhìn kìa. Dễ thương à. Và của con. Thank you.
Được đấy, được đấy. Oliver, con làm đã tuyệt phẩm rồi đấy. Tiếp theo, môn khoa học, sự phun trào của núi lửa. Wow! Trộn hai chất lỏng. Wow! Nó phản ứng kìa. Tốt lắm. Oliver đang ngủ. Yeah! Mình thích vẽ. Tốt, tốt, tốt lắm, Oliver. Lắm. Diana cũng vậy. Nhưng Oliver vẫn tuyệt vời nhớ. Môn học cuối cùng, âm nhạc. Con tuyệt nhất rồi đấy. Thật không công bằng. Sao thầy chỉ khen Oliver thôi? Bởi vì Oliver là học sinh mới. Các con nên giúp đỡ và khích lệ cho em. Từ đó em ấy sẽ dễ dàng tham gia cùng với chúng ta. Ok.